Xin chào bạn. Hôm nay chúng mình sẽ ôn lại các bài đã học qua bài luyện tập này nha. Các bài tập này sẽ giúp bạn củng cố phép trừ có nhớ, cách tìm số hạng chưa biết, tìm số bị trừ, giải bài toán và làm quen với việc ước lượng độ dài đoạn thẳng. Bắt đầu làm bài nha bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Thùng to này chứa được 45 kg đường. Lúc nãy tôi nghe nói thùng bé này có ít hơn thùng to 6 kg đường đấy. Vậy thì thùng bé có bao nhiêu kg đường? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Dựa vào ô tròn đầu tiên thì mình sẽ tính được ô vuông. Có được ô vuông thì mình đã tính được ô tam giác rồi. Bạn giỏi quá. Bạn giỏi quá.